tác dụng của dơ le và cầu chì trên máy kéo cô ta 4018, 5018, 3218. Thưa anh em hãy xem thật kỹ để biết cái cách xử lý cũng như là cách kiểm tra rất là nhanh khi mà máy kéo cô ta L504032 của anh em có vấn đề. Và thưa anh em, đây là dơ le trên máy kéo 5018. Đây là các cái chi tiết của cái cầu chì. Và nếu anh em quan tâm đến những cái chi tiết này thì đầu tiên mình xin phép giới thiệu với anh em là anh em có thể truy cập vào website kỹthuatmay.vn hoặc là phụ tùng kubota.vn để đặt những cái hộp cầu chì sơ cua và dơ le này để sơ cua cho mình luôn luôn ở trong túi. Khi mà cầu chì nó đứt hoặc dơ le nó hỏng thì anh em có thể tháo ra anh em thay, không cần phải nối trực tiếp. Bởi vì nối trực tiếp thì nó khá phức tạp cũng như là nó sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến cái hệ thống bối dây, có thể là nóng mòn thối thì anh em sẽ rất là mất thời gian cũng như là tốn kém để có thể thay được cái hệ thống bối dây. Và thưa anh em là đối với cầu chì của máy kéo 5018 thì có hai vị trí cầu chì. Thứ nhất đó là vị trí ở bình ắc quy. Thưa anh em, ở đầu bình ắc quy là có hai cái cầu chì tổng, hai cầu chì tổng giống như thế này. Thưa anh em, một cầu chì 40A và một cầu chì 30A. Và hai cầu chì tổng này, thưa anh em, là cầu chì 40A cung cấp điện cho ổ khóa cũng như toàn bộ các hoạt động của máy của anh em, tức là bật khóa lên là điện được lấy từ bình ắc quy cho đến qua cái cầu chì này rồi mới đến ổ khóa. Và anh em nhìn ở đây sẽ biết được cái cầu chì bao nhiêu A, thưa anh em. Và cầu chì 30A là cầu chì cung cấp cái dòng kích từ của solenoid tắt máy, mở máy, thưa anh em. Và khi mà chúng ta kích cái dòng solenoid thì cái dòng của solenoid để kích hút ấy, nó sẽ qua cái cầu chì 30A này ngay ở đầu bình ắc quy như anh em đang thấy đây. Và tiếp theo đó là cái hộp cầu chì nhỏ, các cái chi tiết cầu chì nhỏ, thưa anh em. Đây ạ. Các chi tiết cầu chì nhỏ này thì nó nằm ngay ở phía chân đạp côn của anh em và từng chi tiết hộp cầu chì. Cầu chì số 1 là cầu chì 5A của dơ le khởi động. Cầu chì số 2 là cầu chì 5A của cung cấp nguồn dương cho đồng hồ tắp lô. Cầu chì số 3 là cầu chì dự phòng. Số 4 là dự phòng. Số 5 là cầu chì 15A cũng dự phòng. Số 6 là cầu chì đèn cảnh báo nguy hiểm, tức là cái chớp chớp hai nháy chớp chớp mình tam giác đấy. Thứ 7 là cầu chì 10A của đèn làm việc phía sau, công tắc đèn phía sau nha anh em nha. Thứ 8 là cầu chì 5A của đồng hồ đo. Đồng hồ đo ở đây tức là đồng hồ tốc độ này, rồi đồng hồ nhiệt này, và thưa anh em, đồng hồ giờ là những cái đồng hồ đo đấy. Cầu chì thứ 9, cầu chì 15A là cầu chì của đèn pha, đèn trước và của còi. Và nếu như mà anh em nào mà mất đèn mà bấm còi vẫn kêu ấy, thì cầu chì vẫn còn ok và anh em kiểm tra đèn là biết cái lỗi của nó nha. Còn nếu như mà mất đèn mà bấm còi nó cũng không kêu luôn thì chắc chắn là cháy cầu chì hoặc lõm chân cầu chì. Số 10, cầu chì 5A là chìa khóa tắt máy, tức là cái cầu chì 5A này nó có tác dụng cung cấp điện cho cuộn giữ của solenoid, cuộn giữ nhá, cái cuộn mà bật đèn, bật điện khóa lên cái là nó cấp điện cho cái dây phía sau solenoid, một dây nhỏ phía sau solenoid. Thì nếu như anh em mà đề máy mà nó in xong một cái nó tắt, nó in xong một cái bông chìa khóa nó tắt thì rất là dễ cái cầu chì số 10 này nó bị đứt, nó không giữ được solenoid. Thế anh em về dơ le, có 5 con dơ le trên ở phía sau của bảng táp lô của máy kéo Kubota 4032-5018. Thứ nhất ấy, là dơ le đề, và chúng ta cần phải quan tâm rất kỹ cái con dơ le đề. Thứ hai, thưa anh em, là con dơ le bảo vệ động cơ, tức là khi mà động cơ nó hết nhớt hoặc là bơm nhớt có vấn đề nó sẽ ngắt. Và có tới hai con dơ le như thế. Và thưa anh em, thứ tư là dơ le của solenoid để
cung cấp điện cho solenoid, nó hút vào để nó mở cái đường dầu để cấp cho bơm cao áp lên nghe. Và thứ năm là cục chớp điện từ, tức là cục gelen xin nhan. Và có một cái chi tiết rất là nhỏ nữa ở trong cái hộp cầu trì chỗ chân côn, đó là cái điếu chống ngược dòng. Và nếu như mà anh em bị hỏng cái điếu đấy thì rất là đơn giản thôi, nó chỉ có hai cái chân, chúng ta rút con điếu ra, chúng ta nối hai cái chân ở trong hộp cầu trì lại là ok. Đó là tất cả dơ le cũng như là hộp cầu trì, các cái chi tiết của vị trí cầu trì trên máy kéo Buta 3240 5018 mà Mạnh cũng như anh em kỹ thuật máy tổng hợp lại để chia sẻ cho anh em biết những cái thông tin chi tiết về nó. Hy vọng rằng các cái thông tin này sẽ giúp cho anh em làm chủ được máy và luôn luôn kiểm soát cái hệ thống điện của cái máy ngon lành nhất, tránh om thối, cũng như là cố gắng sơ cua những cái hộp cầu trì như thế này để tránh trường hợp là chúng ta quấn dây đồng hoặc là đứt cầu trì mà không có cái thay, rồi nhét mấy cái dây vào nó om nó thối cái hộp cầu trì đi thì rất là tốn kém. Chúc anh em sử dụng máy, máy khỏe, người khỏe, làm việc vui vẻ và đạt năng suất cao. Nếu quan tâm đến những cái hộp cầu trì như thế này thì hãy truy cập website phụtùngcuta.vn hoặc là kỹthuatmay.vn để đặt hộp cầu trì này. Giá hộp cầu trì này có 190.000 đã bao gồm phí vận chuyển toàn bộ luôn nhé. Đây ạ, toàn bộ này 190.000 đã bao gồm phí vận chuyển, rất là rẻ thôi, để giúp cho anh em có thể làm chủ được toàn bộ hệ thống điện của máy. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video tiếp theo.